Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây là con ứng long của mình, điển hình cho một trong những con ứng long mà đen nhất server anh em nhé. Reset chơi đến nay là 2 tháng rồi mà mới chỉ ra được có một dòng cường hóa linh thú tím mà mới ra được có 2 hôm. Trời ơi, thế thì cũng hơi căng thẳng đấy, bởi vì nếu như mà ứng long mà không có nhiều cường hóa linh thú là đi bị bọn nó suy yếu hết, không đánh được ai cả. Thế thì bây giờ phải làm thế nào để khắc phục được cái nhược điểm đấy? Thế bây giờ theo lý thuyết mình nghĩ là phải dùng đến cái thú linh thể thôi. Bỏ sư cái kim quang bất hoại đi anh em ạ. Thì kim quang bất hoại thì có khả năng phòng ngự rất là tốt, nhưng mà bây giờ đi đánh đấm nó không có sát thương. Cay lắm anh em ạ, đánh ở trong đấu pháp không có sát thương, không thể kết thúc được bọn nó trong vòng 15 hiệp. Bược thực sự luôn, thế cho nên là chuyển sang chơi thú linh thể. Và thật tình cờ mình có cái thú linh thể bậc 4. Thì bây giờ là mình sẽ cho nó vào. Ấn ký ở đây thì mình mà có một cái giảm sát thương cuối phẩm tím là 7,1%. Còn ở đây là có một cái suy yếu sát thương bạo. Tầm này đi đánh đấm nhiều ông chơi bạo kích ốn lắm anh em ạ. Gõ cho một cái đạo phát là đi luôn. Thế cho nên là mình sẽ cho một cái suy yếu sát thương bạo vào đây. Nào, đỡ làm sao được. Để xem ra là như thế nào nhé. Nói chung là mình chỉ mới nghĩ như thế thôi, còn thực tế phải test đã anh em ạ. Nhưng mà để tối ưu hóa được thì mình sẽ phải làm một số những nhiệm vụ để cho là lực chiến của con ác mình nó tăng thêm một chút nữa. Đi test cho nó sướng anh em nhé. Gói siêu hời các kiểu là điều thì mình sẽ nhận luôn. Vẫn cứ là những cái ngày đuổi y, còn đúng một ngày nữa thu lấy hết thể tháng rồi em ơi. Tôi chết tôi rồi. Ảo ma Canada thế nhỉ. Chết dở đấy. Điểm danh này. Ôi rồi loạn đấu bang này. Rồi mai chơi tiếp. Hội vấn đạo này. Đây. Trong này chính là một nơi mà chúng ta gặp rất nhiều cao thủ build đủ các thể loại luôn. Thế cho nên là anh em có build một môn phái nó có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì kiểu gì cũng vẫn sẽ gặp những ông build khắc chế. Đấy. Nên anh em hết sức lưu ý nhá, click vào đây xem trước. Ông này là build cái gì đây? Ví dụ như build né đúng không? Phải đeo cái kháng né thôi. Ông này là build cái gì? Ông này là cũng build né đúng không? Vẫn đeo cái kháng né. Còn ông này là build cái gì? Ông này. Quá. À đấy, ông này đeo phản công thì phải đeo kháng phản công thôi. Kiểu là như vậy anh em nhá. À, quá thất huyền, nhận luôn. Xem đây là em tinh quái gì, báo khí các chủ cũng được nha. Để mà đi đánh boss. Báo khí các chủ cũng được. Ây giời ơi. Có cái ấn ký này thì mình sẽ mở luôn. Có cái không có giảm sát thương cuối anh em ạ. Đang cần cái giảm sát thương cuối thì nó lại không ra. Ây da. Thần thông này. Ghép nhanh xem được cái gì không nha. Có thêm một cái ấn ký lục. Hơi cùi. Chế này thì sao? U là trời, hai cái rồi. Thế thì mình sẽ gỡ cái này đi. Và mình sẽ dung hợp. Wow. Được luôn này. Cường hóa thuộc tính kháng 22,3%. Yêu lực tăng lên bao nhiêu? Wow. Lên 6.900 rồi. Được thực sự. Chế này dung hợp nhanh. Cũng dần dần rồi đấy. Chuẩn bị có thêm cái ấn ký tím nữa rồi. Trên này thì sao? Có luôn này. Cường hóa linh thú 6,3% này. Sắp ổn rồi anh em ạ. Có thêm cái cường hóa linh thú nữa là mình sẽ đỡ khổ ngay. Hiện tại phải build tạm cái tăng sát thương cuối anh em nhá. Đấy, bao giờ cái ấn ký này mình có thêm 3 cái nữa, 2 cái nữa chứ nhở? Mấy cái nữa ta? Ui, thua lắm. Nhiều lắm, còn nhiều lắm anh em ạ. Thiếu nhiều lắm. Linh thú xem nào. Triệu hồi linh thú cái. 1, 2, 3. Không ra gì. Không ra gì. Thôi, hôm nay mình sẽ phá lệ. Làm mới bằng ngựa linh thạch. Ai à, niên à. Ui, hai anh em liền. Ui, thanh long này. Nhưng mà không chơi. 1, 2, 3 và 4. Thôi không ra thôi anh em nhá. Tham quá là lỗ đấy. 1. Triệu hồi tinh quái, chỉ chơi mấy cái lần miễn phí thôi. Được thêm một em kìa. Ngon luôn. Sắp lên 7 ức rồi anh em ơi, cố lên. Thần thông thì sao đây? Nhận thần thông. 1. U là trời. À đúng rồi, ở trong cái phần luân hồi điện này, cái sự kiện mà liên quan đến thần thông á, thì hôm trước mình bảo anh em là 16k phù thiên diễn thì hơi sai.
Bởi vì là mình tính toán lại rồi, nó đâu đó là cần 14.140 là nó sẽ full. Đấy, mà ngày đầu tiên, đây là mình tích được khoảng gần 12k rồi. 3 hôm nữa là mình sẽ tích được khoảng hơn 12k. Còn lại, nó diễn ra sự kiện trong vòng 1 tuần đúng không? Thì 6 ngày còn lại, mỗi ngày mình sẽ tích được khoảng 400 mà nhân với 6 vẫn đủ để chơi full một vòng anh em ạ. Thế là mình sẽ có thêm một cái thần thông ngộ đạo tùy chọn, quá ngon. Đây có thêm một cái nữa để mình có thể tăng lực chiến, thí luyện pháp tắc này. Vô luôn, càn quét này. Một phát. Bên này, ồ bên này. Ồ. Ồ. Không cần quét được bên này nhỉ. Chơi thôi nhỉ. Kháng bạo này. Phản công ở đây có khiên à. Tay phát. Ui. Thế mà chỉ số giảm đi nhiều thế nhỉ. Ôi ôi. Ôi rồi ôi. Cường hóa linh thú đi. Cường hóa trị liệu và khiên à. Thay luôn. Ôi. Vẫn giảm hiệu lực đi kìa. Cường hóa linh thú này. Thay vội. Tiếp tục. Tiếp tục thủ à. Khó nghĩ này. 4,9%. Thay luôn anh em nhá. Cảm ngộ phát nữa. Hút máu. Phát nữa. Trời ơi, không ra chỉ số gì ngon cả anh em ạ. Hôm nay ở trong cái phần pháp bảo của mình thì nó cũng mở ra thêm một cái nữa là thần di linh vực. Cái này chả biết khác cái gì so với cái cũ nhở. Mình thấy vẫn vậy đấy. Hả? Ô, hai bên luôn. Mỗi bên thì đều được free anh em ạ. Ờ, lần đầu thấy nha. Ủa, vừa ra cái gì ấy? Vừa ra cái gì mới ta? À, cái này à? Ờ, được luôn. Nó tăng thêm tí yêu lực. Tất cả xem nào. Có cái nào có thể là tăng được thêm lực chiến hay không đây? Ok. Cái này đi. Choáng à? Choáng không cần lắm. Phản công. Né này. Tăng luôn. Ui, được ít yêu lực thế. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi khiêu chiến thử trong phần đấu pháp anh em nhé. Xem là có ai ngang tầm lực chiến với mình không. 6,71 ức luôn này. Rành luôn. Để tốc độ x2 anh em nhá. À đấy, anh em nhìn thấy cái khiên ở đây không? Ừ, hôm nay mình vừa luyện mãi được thêm cái khiên phẩm đỏ cái. Có cái như kiểu là cái giáp ảo luôn. Ú là trời. Ôi, cũng đau đấy anh em ạ. Rồi luôn. Rồi, ui, may của em Huyền Vũ nha. Đấy, nếu như mà anh em đã xác định là chơi thêm cái thú linh thể đấy để có cái khả năng cường hóa sát thương cho em ứng lòng thì bắt buộc là phải đồng hành Huyền Vũ, không cảm thấy mỏng lắm anh em ạ. Tiếp theo mình đánh một trận nữa xem nào. Ở đây là có ai không ta? 6,47 à? Còn ai? 6,86 ức này. Ờ, được này. Đấy, đấy. Đánh luôn. Né được. Nhìn chung là cái thú linh thể đấy nó có hiệu lực khi mà chúng ta né được nhiều anh em nhá. Rồi. Này thì đau chưa? Anh em thấy ổn không? U là trời. Ok. Giờ thì linh thú bên này bị suy yếu đi rồi, bởi vì là mình có em khúc hồn. Đó, anh em thấy chưa? Giờ thì mình sẽ check về hai cái chỉ số nha. Đầu tiên là bạn này trước. Ứng lòng của bạn này. Đấy, anh em thấy không? Cường hóa linh thú phẩm cam luôn nha. Level 10 luôn. Thì nó sẽ tăng đến tận 75%. Nên là ứng lòng của bạn này đánh rất là đau. Giờ thì mình sẽ đeo thử lại cái kim cam bất hoại và đánh cùng với các bạn đấy, để cho anh em thấy là cái nào thì nó sẽ ngon hơn nha. Đây mình sẽ gỡ luôn hai cái ấn ký này ra này. Gỡ. Rồi, đeo vào. Trang bị. Quên mất. Trang bị. Ok. Đánh lại bạn đấy xem nhé. Ôi kìa, nó lại hết vé thế này. Ở mà Canada thế nhở. Cứ mỗi một lần đi test thì nó lại hết vé anh em ạ. Ui giời ạ. Lại phải mua mất 100 tiền ngọc. Phí quá. Nào, bây giờ đi đánh lại các bạn đấy nha. Khiêu chiến xem nào. Đây. Mày qua đơ phải reset này. Khiêu chiến thử coi. Cái này để tốc độ x1 để ngâm cứu này. Ok, né được. Né được phát nữa. Ui, công nhận là cường hóa linh thú phẩm cam nó thốn thật anh em ạ. Rồi luôn. Hồi máu. Ai à. Yeah. Né được. Ui. Liên kích bạo kích các thứ luôn. Rồi, bạo kích rất to nha. Ok luôn.
hốn anh em ạ. Thì đấy, anh em có thể nhìn thấy là trận PK vừa rồi á, mình hơi bị thiếu sát thương anh em Ứng Long. Thêm nữa là cái thú linh thể này nó sẽ rất có lợi cho anh em khi mà đi vượt phụ bản mạo hiểm anh em nhé. Chúng ta hoàn toàn là có thể đủ sát thương để clear. Rồi, cuối video thì mình lại tiếp tục đi thử vận may ngày hôm nay nhá. Ở đây là mình thấy có liên quan đến linh thú đúng không? Triệu hồi linh thú 3 lần và tăng cấp 5 lần này. Triệu hồi linh thú 1. Lại đầu tư, biết đâu lại ra 600 linh ngựa linh thành như ngày hôm qua hay sao? Đây rồi, em thứ 3 này. Linh thú nâng cấp lên 5 lần. 1, 2, 3, 4 và 5. Vận may. Ok la, xong nha. À rồi, mình sẽ tắt tự động chặt cây đi anh em nhé. Bởi vì là mình sẽ tích lũy đào lại, chỉ còn có 2.000 nữa thôi là mình sẽ lên cây 16. Lúc đấy thì mình sẽ bung lụa xả sau nha anh em, để có thể là build luôn 3 môn phái cùng lúc. Cái nhiều ra còn tốt, chắc tầm 5-6.000, 7.000 đào gì đấy là nó hợp lý luôn. Rồi, test thử vận may xem nào. 10 lần, x10. Ui, lại tiếp tục là 250 ngựa linh thạch, 1.350. Ui, 370 ngựa linh thạch, ngon quá anh em ơi. Được nhà. Ấy, perfect. Hàm này nào nó ra dễ cái 250 ngựa linh thạch thế. Thành ra là mình đầu tư vẫn có lời anh em nhá.